Ngày 27 tháng 1, phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Bến Tre phối hợp với tri cục thú y tỉnh và quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra cơ sở mua bán thịt bò Mỹ Hằng trên đường 30 tháng 4, phường 4, thành phố Bến Tre do bà Lý Mỹ Hằng sinh năm 1969 làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện ra gần 300 kg thịt châu nước ngoài được vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh về, nhập kho bằng xe tải chở thuê nhưng không có bộ phận đông lạnh, không đủ điều kiện vệ sinh thú y cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng quy định. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở trên.